8.800 mắc đôi theo băng khách 3 vị Hà Nội. Cho 36 ạ. Đây để như này, đang cắm được AUX. Cái này để giữa, để chế độ Sitte. Muốn nghe lao lướt mạnh về bass hơn thì gạt xuống đây. Mô tình là tiếng nhỏ. Đây lóa trái có tiếng này. Và phải có này. Hai cái này cứ để trên. Gạt về mức số 2. Bên này gạt về mức 400. Cần này phải gạt xuống on. Có tăng sức của bass thêm. Âm ly này chạy 8 con sò than, 2 nguồn, 4 tụ lọc. Đang cắm tín hiệu vào đường loa trên và đường nhạc vào đường AUX. Bãi zin xịn sò 100% luôn.